Xin chào các bạn. Hồi hộp, bất ngờ tới sửng sốt và tự hào, đó là cảm giác của cá nhân tôi khi mà xem livestream cái buổi lễ ra mắt dài sản phẩm xe điện của VinFast toàn cầu. Và có lẽ tôi tin rất nhiều bạn cũng có chung cái cảm giác đó như tôi. Cái điều bất ngờ đầu tiên đó chính là việc VinFast công bố giá bán của hai cái mẫu xe đã ra mắt trước đó tại Mỹ, đó là E35 và E36. Thì hai cái mẫu xe này có tên gọi mới trong cái giải sản phẩm của VinFast, đó là VF8 và VF9. Tôi thực sự nóng lòng để có thể quay trở lại sân khấu để chia sẻ cùng với quý vị một tin hết sức quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử phát triển của VinFast của chúng tôi. Và VinFast sẽ chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Dạ vâng ạ, quý vị không nghe lầm đâu ạ. VinFast sẽ là hãng xe tiên phong trên thế giới ngừng sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang sản xuất các dòng xe thuần điện. Đối với chúng tôi, chiến lược phát triển xe điện của VinFast được xây dựng trên tầm nhìn về tương lai của sự di chuyển, một tương lai được kiến tạo trên nền tảng dịch vụ thông minh và trải nghiệm khách hàng tốt. Và ngày hôm nay, tôi rất là phấn khích được giới thiệu tới quý vị một dải xe điện phụ đủ 5 phân khúc của chúng tôi. A, B, C, D, E là VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9. Trong đó thì VF8 và VF9 là hai mẫu xe VF là VFE35 và VFE36 đã được chúng tôi giới thiệu hồi tháng 11 năm 2021. Và chúng tôi đã loại bỏ chữ E đại diện cho từ electric. Bây giờ tất cả các xe của chúng tôi chỉ có xe điện thôi ạ. Và đặc biệt để có thể tri ân những khách hàng đầu tiên, những người cấp tiến, thông minh và cũng như là cởi mở, và những người đã đặt trọn niềm tin vào VinFast. Và VinFast sẽ triển khai một chương trình dành cho quý vị là người tiên phong, tri ân người tiên phong. Và chúng tôi sẽ mở bán xe VF8 và VF9, hai mẫu xe được bàn giao vào cuối năm nay. Cụ thể, khách hàng tại Mỹ đặt chỗ trước $200 sẽ được tặng ngay một voucher ưu đãi lên đến $3,000 cho xe VF8 và $5,000 cho xe VF9. Và tương tự, khách hàng tại châu Âu đặt trước €150 sẽ nhận được ưu đãi là €2,500 cho xe VF8 và €4,200 cho xe VF9. Riêng tại thị trường Việt Nam, khách hàng đặt chỗ chỉ cần phải chi ra là 10 triệu đồng sẽ nhận được một món quà tri ân là 150 triệu đồng cho VF8 và 250 triệu đồng cho VF9. Và chương trình sẽ được khởi động từ hôm nay, kéo dài trong 3 tháng. Voucher có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và bên cạnh đó thì VinFast cũng sẽ ứng dụng công nghệ blockchain vào đặt chỗ để đảm bảo thứ tự ưu tiên và cũng như là các đặc quyền dành cho người tiên phong của VinFast. Còn bây giờ chính là phần mong chờ nhất. VF8 có mức giá khởi điểm là $41,000 tại Mỹ, €36,133 tại châu Âu và $961 triệu tại Việt Nam. Và với VF9 sẽ có giá khởi điểm là $56,000 tại Mỹ, €49,280 tại châu Âu và $1,312 triệu tại Việt Nam. Và mức giá trên thì chưa bao gồm thuế kinh doanh và giá trị gia tăng, cũng như là chi phí cho thuê pin và cả gói dịch vụ ADAS và Smart Services.
Và chúng tôi đã nhìn thấy sự ngạc nhiên của nhiều quý khách về mức giá của xe điện VinFast cùng với chiến lược thuần điện với mức giá cạnh tranh. Chúng tôi sẽ áp dụng chính sách bảo hành 10 năm vào mô hình cho thuê pin. Và trong đó thì chính sách thuê pin độc đáo trọn đời sẽ cho từng xe đảm bảo tổng chi phí hàng tháng của quý vị, bao gồm là thuê pin và chi phí sạc pin chỉ tương đương chi phí xăng. Và VinFast sẽ chi trả toàn bộ chi phí bảo dưỡng pin và cũng như là thay thế miễn phí khi khả năng sạc và xả của pin thấp hơn 70%. Và đặc biệt thì toàn bộ xe đăng ký trong chương trình Người Tiên Phong Tri Ân Người Viên Phong đều được tặng một bộ sạc di động của VinFast, gói dịch vụ ADAS cùng với các dịch vụ thông minh trọn đời. Và đặc biệt, đó chính là một kỳ nghỉ trọn gói tại biệt thự VinPearl cho cả gia đình trong 7 ngày tại một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao của VinPearl trên khắp Việt Nam. Bản VF8 có cái giá công bố là 961 triệu đồng đối với bản Eco, bản cơ sở ấy. Và bản Plus thì có giá là 1 tỷ 125 triệu đồng. Bản VF9 Eco giá là 1 tỷ 312 triệu đồng. Còn bản Plus có giá là 1 tỷ 429 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là các cái mức giá chưa bao gồm VAT và một số cái chi phí thuê pin vân vân. Thì mức giá này theo tính toán của tôi đã bao gồm VAT là bản VF8 Eco là 1 tỷ 057 triệu đồng. Bản Plus là 1 tỷ 237 triệu đồng đã bao gồm VAT. Các mức giá này mà sau khi trừ đi cái voucher 150 triệu dành cho khách hàng đặt cọc sớm ấy, thì bản VF8 Eco chỉ còn 943 triệu đồng và bản VF8 Plus chỉ còn 1 tỷ 087 triệu đồng. Tương tự như vậy thì bản VF9 Eco có giá sau thuế VAT là 1 tỷ 443 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mại 250 triệu đồng thì bản này còn 1 tỷ 193 triệu đồng, tức là gần 1 tỷ 2 đó. Về phần mình thì cái bản VF9 Plus là bản cao cấp nhất cho thời điểm này đấy, có cái giá niêm yết sau VAT là 1 tỷ 572 triệu đồng và sau khi trừ 250 triệu chỉ còn 1 tỷ 332 triệu đồng. Nói ngắn gọn có nghĩa là VF8 và VF9 có cái giá sau khi trừ khuyến mại tại Việt Nam là 943 triệu đồng đến 1 tỷ 332 triệu đồng. Thực sự các mức giá này rất hấp dẫn. Nó còn hấp dẫn hơn ở điểm là nếu so về giá niêm yết, các bạn có thể quan sát không chỉ VinFast bán tại thị trường Việt Nam mà bán luôn tại thị trường Mỹ và châu Âu với các mức giá niêm yết của họ là tại thị trường Mỹ từ 41.000 đô đến 61.000 đô và tại thị trường châu Âu từ 36.000 đến 53.000. Theo cái tỷ giá của Vietcombank sáng nay tôi tính toán sơ bộ ấy, thì cái mức giá của tại thị trường Mỹ và châu Âu là gần như tương đương. Tất nhiên có thấp hơn một xíu, không đáng kể so với giá tại thị trường Việt Nam. Đấy là so cái giá niêm yết và chưa bao gồm VAT nhé. Thì sau khi mà trừ đi cái khuyến mại tại Việt Nam, Việt Nam được trừ lớn hơn rất nhiều so với thị trường Mỹ, trừ gấp đôi luôn. Thì giá xe không chỉ lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam người Việt có thể mua xe với giá ngang tại thị trường Mỹ, mà chính xác ở đây sau khi trừ khuyến mại đợt đầu là rẻ hơn tại thị trường Mỹ. Một giấc mơ của rất nhiều người, những người thích ô tô, đã thành hiện thực, ít nhất là đối với dòng xe ô tô điện VinFast VF E35, chính xác là VF8 và VF9. Đó, những tên gọi mới mà tôi cũng chưa thể quen ngay. Thực sự là rất ấn tượng. Tuy nhiên, cái điều tôi ấn tượng và sừng sốt hơn nữa đó chính là việc VinFast, tổng giám đốc của VinFast toàn cầu bà Thủy đã chia sẻ là kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022 là VinFast sẽ ngừng sản xuất xe ô tô xăng luôn. Một cuộc chơi tốn rất bao nhiêu tiền của họ cho Fadin, cho Lắc, Lắc A, Lắc SA. Một cuộc chơi nói tóm lại có thể nói là đốt tiền nhưng
bây giờ họ từ bỏ quyết liệt, và từ cuối năm 2022 này trở đi họ chỉ sản xuất xe điện, thuần điện hoàn toàn. Đấy là con thông tin mà tôi tiếp nhận được. Sửng sốt bởi vì họ đã đầu tư quá nhiều, và bây giờ khi mà chuyển sang xe thuần điện, họ mong muốn đi trước, chính xác là nắm bắt lấy xu hướng và phải chạy trước so với các hãng xe khác. Rất nhiều hãng xe khác họ sẽ không làm như vậy, họ làm chuyển đổi từ từ, mất một vài năm chẳng hạn. Ví dụ thế, Volvo tại thị trường châu Âu cũng phát triển, rất phát triển, và họ đâu đó đến năm 2025 họ mới bắt đầu chuyển qua là sản xuất xe thuần điện. Tại châu Âu thì tôi được biết là đến 2030 thì họ sẽ quy định là không còn được sản xuất xe động cơ đốt trong nữa, và đến 2040 thì sẽ dừng lưu hành xe động cơ đốt trong. Đấy, nhưng mà VinFast đã làm một bước cực kỳ táo bạo và gây sửng sốt. Chính xác theo cá nhân tôi và rất nhiều người trao đổi nhanh với tôi về cái quyết định của VinFast, thì tôi thấy rằng đây là một cuộc chơi tất tay của VinFast. Thực sự là rất sửng sốt. Trở lại với giá của các cái xe VF8 và VF9 và cái chiến lược của VinFast, thì các bạn có thể thấy chúng ta, những người Việt, hoàn toàn lúc này có thể sở hữu chiếc xe VF8, VF9 với chất lượng là một như nhau tại thị trường Mỹ và tại thị trường Việt Nam, với giá lại hấp dẫn hơn. Rõ ràng không chỉ là sửng sốt, không chỉ là hấp dẫn, mà còn là tự hào. Tự hào một thương hiệu Việt. Chắc chắn cái sự thành công của VF8, VF9 hay VinFast nói chung trong cái chiến lược của họ vẫn còn là một câu hỏi rất lớn, cần cái thời gian trả lời. Bởi thực tế có rất nhiều các thương hiệu, các tập đoàn lớn có thể đã thành công rất nhiều trong thị trường ô tô với các cái thương hiệu xe động cơ đốt trong, nhưng chưa hẳn đã có một kết quả tốt đối với thị trường xe điện hay khi mở rộng ra thị trường khác. Nhưng rõ ràng chỉ có những người dám tiên phong, chỉ có những người mà sẵn sàng liều mình thì mới có thể có những cái thành công tốt được, rực rỡ được. Và cũng như cái tên gọi của cái chương trình tri ân của VinFast là người tiên phong, tri ân người tiên phong ấy, thì tôi thấy thực sự là dù cái sự thành công đó còn là một dấu hỏi, nhưng những nỗ lực của họ thì tôi tin là thực sự là đáng khâm phục. Và với tư cách là một người, một cá nhân người Việt, thì chúng tôi luôn ủng hộ, muốn theo sát những hành động. Có thể là sở hữu xe, không sở hữu xe, đấy là cái nhu cầu, đó là khả năng, là rất nhiều vấn đề khác. Nhưng chỉ có những cái sự tiên phong như thế này thì Việt Nam của chúng ta mới phát triển mạnh hơn nữa, và có thể đạt các cái mục tiêu xa hơn trong tương lai. Vâng, bản tin của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất vui muốn chia sẻ với các bạn những thông tin về chiến lược, về giá xe, về xe điện tại thị trường Việt Nam và thế giới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.